Huế không? Bún bò Huế và bún ngọc luôn. Ăn bún bò Huế thêm tô bún ngọc. Đây bún bò Huế. Bún bò Huế này là chả đúng không? Cái gì quên rồi? Tái gừng. Tái gừng nè, đó. Đây là bún bò Huế ở bún ngọc cơm mập đó nhé. Ba tô bún mọc. Ba tô bún mọc quá. Bây giờ chị sẽ ăn thêm một tô nhỏ. Ăn xong hết rồi mua thêm ba tô đem về ha. Mua đâu đó? Mua ở bà gì á? Cà phê Amazon. Dở cái bịch bánh lên trong đó có ghi chữ cà phê Amazon đó, bịch bánh nè. Bịch bánh hả? Hai cái bánh chị yêu thích đó, cái chữ màu xanh ở dưới đó, chữ màu xanh ở dưới đó. Đây nè. Nè, cà phê Amazon. Đưa bịch kia đây.